Emma's ducks. Vì của Emma. The winter of 1966 hit our university in New York. With a ferocity unrivaled in decades. For three days straight. The snow swirled and billowed. Burying the isolated campus. với một sự tàn bạo có một không hai so với hàng chục năm trước đó. Tiết xoáy quần cuộn liên hồi suốt ba ngày liền, trồn vùi cả một khu đại học duy nhất ở đây. Here in their stray groups of students struggled single file against the weather, like ducklings following their mother across a road. The female students in dormitory B were confronted with the same problem plaguing the general population of the university. Đó đây những nhóm sinh viên giải rác xếp theo hàng một đang cố vật lộn với thời tiết, giống như đàn vịt con theo chân mẹ băng qua đường. Các nữ sinh ở khu ký túc xá B, cũng phải đối mặt với vấn đề tương tự như hầu hết mọi người đang sống trong khu đại học. How are we going to get to the cafeteria? asked one We're not. answered another Everything out there is white. We can't see anything. Một sinh viên lên tiếng hỏi, làm sao chúng ta đến được nhà ăn đây? Một sinh viên khác trả lời, không đi được đâu. Mọi thứ ngoài kia đều trắng xóa. Chúng ta không thể thấy được gì đâu. A gleam came into the eye of the third girl.

những tiếng than van chuyển thành những lời bàn tán sôi nổi. Emma! cô ấy xuống phố còn được nữa ấy chứ. Chúng ta có thể đi theo cô ấy. Cậu quả là thiên tài. The girls whooped, yelled and clapped for joy. They bundled up and excitedly trooped to Emma's room. They found Emma in the hallway and cornered her before she could even open her door các nữ sinh gieo hò, la hét và vỗ tay vui mừng. Họ túng tụng lại và lũ lượt kéo nhau đến phòng Emma. Họ thấy Emma đang đứng ở hành lang và họ dồn cô ấy vào góc tường trước khi cô kịp mở cửa phòng. What's all the excitement? She asked. Smiling. Can we follow you to the cafeteria? We're blind in this storm. They all laughed. Cô ấy mỉm cười và hỏi, sao mọi người lại phấn khởi thế? Dẫn bọn mình đến nhà ăn nhé. Bảo thế này thì bọn mình chẳng thấy gì cả. Tất cả cùng bật cười. I suppose so. I'll go first and you could hold on to each other's shoulders. Can we go now? One girl begged. I'm starving. Emma smiled again. Sure. Let me just get Missy ready. Được thôi. Tớ đi trước. Và các cậu vịn vai nhau mà đi nhé. Một cô khẩn nài. Đi ngay nhé. Mình chết đói đến nơi rồi đây. Emma lại cười. Ừ. Để mình đưa chú chó Missy ra ngay. She went into her room and returned moments later with a dog. The girls lined up obediently at the front door, ready to face the cold. They each placed their hands on the shoulders of the girl in front of them. Cô ấy vào phòng và ít lâu sau thì trở ra cùng với một chú chó. Các nữ sinh ngoan ngoãn xếp hàng trước cửa, Sẵn sàng đối mặt với giá rét. Mỗi người đặt tay của mình lên vai của người phía trước. Emma opened the door to lead them out. I guess. She smiled. You could call this the blind leading the seeing. And with that, Emma and her seeing eye dog, Missy, led her troop of hungry ducks to the cafeteria. Emma mở cửa và dẫn đầu. Cô cười. Tớ nghĩ đây có thể gọi là người mù dẫn đường người sáng. Cứ thế, Emma và chú chó sáng mắt Missy của mình đã dẫn đường cho cả đàn vịt đang đói đi đến nhà ăn. Paul Carrer As soon as you trust yourself, you will know how to live. Ngay khi bạn biết tin vào chính mình, bạn sẽ biết cách sống như thế nào. Johann Wolfgang von Goethe